Kính thưa quý vị, đóng cửa pháp trường Long Bình, hàng ngàn hài cốt vô thừa nhận, tin từ Sài Gòn. Nhà cầm quyền thành phố Sài Gòn vừa thông qua một dự án xây dựng khu đô thị mới trên phần đất, trước đây là pháp trường Long Bình, quận Thủ Đức, sau gần một năm nghị định thi hành án tử bằng phương pháp tiêm thuốc độc có hiệu lực. Tuy nhiên, từ khi pháp trường bị đóng cửa cho đến nay, vẫn còn hàng ngàn hài cốt vô thừa nhận. Theo báo Người Lao Động, phần lớn các ngôi mộ còn lại tại đây bị bỏ phế suốt một thời gian dài. Sau khi bị hành quyết, chính quyền không để lại chi tiết nhận dạng thân nhân. Hầu hết các ngôi mộ tử tù không có thân nhân đi thăm mộ thường xuyên, mộ bia bị hư hỏng lâu ngày, biến thành những nắm đất hoang bên đường. Thời gian trôi dần, người thân của họ khó truy tìm được hài cốt. Ông Ba Son, nhân viên pháp trường có thâm niên làm việc tại đây cho biết đã tìm cách liên lạc với gia đình của hàng trăm tử tù biết để đến nhận hài cốt. Thế nhưng từ khi có lệnh giải tỏa cho đến một năm sau, ông Ba Son không hề nhận được sự phản hồi. Báo Người Lao Động dẫn lời ông Ba Son nói rằng hầu hết gia đình tử tù mang mặc cảm, tâm lý xấu hổ với láng giềng nên không chịu đến nhận hài cốt. Chính vì vậy, nhiều tử tù đã được hỏa táng và gửi tro cốt vào các ngôi chùa ở địa phương. Cũng theo báo Người Lao Động, pháp trường Long Bình là một trong những địa chỉ thi hành án tử lớn nhất miền Nam, tập trung toàn bộ số tử tù miền Nam Việt Nam từ sau năm 1976 trở lại đây. Thời gian qua, người dân địa phương coi khu vực này là vùng đầy sát khí nên ít có ai dám bước vào trừ các phu pháp trường. Sau khi pháp trường bị giải tỏa, khu vực này trở thành nơi kính cổng cao tường. Nhiều người tự hỏi liệu ai dám đến trú ngụ tại một căn nhà mới mọc trên phần đất này.